Hello, xin chào anh em. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một con game Pokemon mới sắp ra mắt anh em nhé. Hiện tại thì nó chưa có bản alpha test tiếc gì cả, beta cũng chưa có luôn. Mà tất cả những cái hình ảnh mà mình có được thì phải lên trang Facebook gọi là Mega Huyền Thoại để xem thôi. Hiện tại cái trang fanpage này mới có 546 người thích thôi anh em ạ. Cái fanpage này vừa mới lập luôn anh em nhé. Để mình xem những cái hình ảnh xem nào. Đây là cái lộ trình ra mắt này anh em này. Ngày 24 tháng 1 thì là sự kiện live fanpage này, 26 tháng 1 tức là ngày mai đấy anh em ạ, là ra mắt Kyore này. À được, để xem Kyore nó như thế nào nhá. 30 tháng 1 là có sự kiện fan cứng. Ngày mùng 2 tháng 2 chính thức ra mắt và tiếp tục là mùng 3 tháng 2 là có sự kiện vote up 5 sao. Mình đoán là sự kiện vote up 5 sao thì chắc là lại có code anh em ạ. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong cái phần ảnh nhá. Video thì chưa có một cái video nào luôn. Ảnh để xem là có hé lộ bất kỳ những cái hình ảnh nào mà có in game hay không. Rồi, có live fanpage này. Ồ, có săn Rayquaza xịn anh em ạ. Nghe bảo là tặng luôn Pokemon Rayquaza S cộng ngay khi mà đăng nhập hay sao ấy. Tiếp theo xem nào. Wow, đây là một trong những cái hình ảnh đầu tiên in game anh em nhá. Mega Huyền Thoại này, VIP 5 đặc quyền này. Không biết là những cái món trang bị này là gì luôn. Nhìn thấy vàng thôi. Còn mấy cái này còn chưa hiểu nó để làm gì luôn ấy. Ok, tiếp tục xem nào. Ô, hình ảnh này nó cứ giống kiểu thần thú đại chiến với cả pet compact kiểu gì nhỉ anh em nhỉ. Đây này, giống vãi trưởng luôn. Nhưng mà không biết là nhà phát hành nào phát hành cái tựa game này luôn anh em ạ. Chưa thấy có thông tin gì. Rồi đây, một số những cái hình ảnh in-game. Ồ, thế này thì nó lại giống thần thú đại chiến rồi. Hình ảnh in-game này thì khả năng là giống thần thú đại chiến anh em ạ. Bây giờ mình sẽ vào bên cái nhóm công khai của nó xem có thêm cái thông tin gì không anh em nhé. Có gift code tặng gần 20k kim cương này. Có tặng pet S cộng này, pet S này, Ash Pikachu này. Tặng luôn VIP 5 này. Hay à, quà cáp bao la các kiểu luôn. Rồi, đây là một cái thông tin đầu tiên. Đây này, mình thấy cái bài này nó giới thiệu khá là sâu này anh em này. Vào ngày 12 tháng 1. Ok, đây là game đồ họa 2D thì lúc nay mình nhìn thì cũng đã thấy rồi. Tham gia vào game chơi sẽ trở thành huấn luyện viên thực thụ, được trải nghiệm quá trình huấn luyện thú cưng. Cái này thì cái lối chơi nó vẫn là như vậy thôi. Có rất nhiều Pokemon huyền thoại tiêu biểu, có Pidgeon, Rayquaza, Mewtwo, Giratina, Kyore vân vân này. Ồ, ở đây có một cái thông tin khá là hay, đó chính là có 24 hệ tương sinh tương khắc anh em ạ. 24 hệ thì tính ra khá là nhiều Pokemon nha anh em nhá. Rồi, hiện tại thì ở trong nhóm nó cũng chỉ mới có 2 cái bài viết như vậy thôi anh em ạ. Như vậy là với những cái thông tin mà chúng ta tổng hợp được ở trên fanpage cũng như là trên nhóm công khai của cái tựa game Mega Huyền Thoại này, thì mình đang thấy là nó giống cái tựa game thần thú đại chiến đã ra mắt cách đây vài tháng rồi. Thì không biết rằng cái tựa game Mega Huyền Thoại này nó được phát hành bởi nhà phát hành nào và có lối chơi gì khác đặc biệt hay không, thì mình sẽ cố gắng là lấy thông tin và cung cấp tới anh em ở trong thời gian tới nhé. Hiện tại thì nó mới chỉ sơ khai như vậy thôi. Ok, nếu như anh em nào quan tâm đến tựa game này thì nhớ đăng ký kênh nhé. Mình sẽ liên tục cập nhật những thông tin về nó nhé. Còn trong thời gian mà anh em chờ đợi tựa game này thì có thể xem lại một số những cái tựa game Pokemon mà mình đã từng chơi rồi nhé. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye!